Hồi xưa tôi phụ bố tôi cả xây quân làm rèn, tiếng búa đe từ dậy từ 5 giờ sáng chứ không như bây giờ đâu. Tiếng búa đe cứ keng keng keng. Và bên cạnh nhiều lúc tàu hỏa ở chỗ hàng cót này đi qua cứ lắc can lắc cửa lắc keng keng, nó cách rất hay. Hồi xưa là xe cộ chưa có nhiều đâu, nó tạo cho một không khí mình cảm thấy nó nhộn nhịp, nó tạo ra không gian nó khác hẳn. Chỉ có tiếng búa đe và một số cái tiếng như là lắc canh lắc cách thu dọn đồ đạc ra để làm. Là trước là cụ tôi nhà nho. Đời ông nội tôi là thợ và bố tôi là thợ, đến đời tôi là thợ. Trước đó tôi phụ bố tôi, làm phải làm từ bé nhé, lớp 5, lớp 6 nó phải quay tay rồi. Đến năm 97, 98 mới bước vào thợ cả, là chính thức làm một người thợ cả cầm búa. Lò rèn này thì xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 19. Thì ban đầu ở hai bên cái phố này thì rất là vắng, chỉ có khoảng độ một chục nhà làm nghề rèn. Chủ yếu là làm một vài cái công cụ lao động cho người nông dân. Khi mà người Pháp bắt đầu xây dựng cầu Long Biên, họ nhận thấy là nếu mà mang một vài cái chi tiết làm cái lan can ở trên cầu, người Pháp làm giá thành quá đắt, thì họ đặt cái người dân ở phố Lò Rèn này làm thử, thì kết quả quá cái mong đợi của họ. Và từ đó thì là bắt đầu cái phố Lò Rèn nó phát triển. Ông tôi hồi còn Pháp thuộc thì ở chuyên môn làm cái ốc vít của cầu Long Biên ở nhà hát lớn Hoa ấy, chẳng may đi tàu biển hay là lắp ráp nó mất thì ông tôi làm đạo cụ sân khấu vườn thú ở một số nơi đấy. Nên đời bố tôi làm về đồ khúc huy này, dập khúc huy này, hay làm một số cái mình nói là hợp tác đấy, phải làm theo của nhà nước. Nên đời tôi là làm về đồ xây dựng, nên nó mỗi thời, nó mỗi cái giao thời của nó. Nó là những cái dãy lò rèn san sát nhau, đỏ lửa, là chí chát, ầm vang, tiếng bể lò rèn, rồi tiếng gò, tiếng đập, khoai búa. Rộn ràng lắm. Hình ảnh của bố tôi ngồi cặm cụi và làm rất căn cơ chịu khó. Hồi xưa tôi hay nung bi để nung lò. Lúc mỗi lần cào ra bố tôi đánh, hoặc là tôi vứt cái sắt vào để cho cháy xe xèo. Tôi vứt ở trong lò để cho cháy như pháo hoa nó bay lên. Lại bị trừ các chạm ăn đòn. Nghịch. Coi như cho vào đấy cháy, nghịch lò bố tôi tưởng sắt cháy đấy ăn đòn. Bố tôi suốt ngày mà chỉ nghịch thôi. Đấy hồi bé mình thấy pháo hoa nó bay lên là tốt. Nhưng bây giờ mình quay ngược lại mình yêu nghề, mình cảm thấy bố mình nói là đúng. Cứ yêu nghề con sẽ tạo thành mọi vấn đề, mà tạo mua nhà mua cửa cho con học hành. Tôi bảo tôi không vất vả, tôi làm cho khỏe ra này, lời kiếm được tiền, không có gì vất vả cả, luôn tươi vui và tươi vui, thế cuộc sống vẫn đẹp. Còn đừng nói vất vả đối với người không biết làm và đối với con người ra không yêu nghề là vất vả. Và tôi bản thân tôi vẫn tự hào với cả con trai tôi, bạn bè tôi ở đấy, tôi không cần hộ chiếu mà tôi đi khắp bốn biển Nam Châu. Là vì sao tôi nói được câu đó, là mọi người đến đây là họ quay, họ mang về đến nước họ khoe đây người Việt Nam mình ở giữa thủ đô vẫn có người làm thợ rèn. Đấy là nó cần hộ chiếu, đấy là tôi tự hào bản thân tôi là cái lý tưởng. Một con người là nghề luôn luôn, mình giỏi nghề mà luôn luôn có người đến quay mình là mình cảm thấy tự hào. Bản thân tôi chỉ tiếc lỗi là nghề thủ công của mình sẽ bị mai một. Mỗi cái nghề nghiệp ý, nó gắn bó với lại lịch sử, với nhu cầu của xã hội, và cũng có thể nó còn tồn tại hoặc nó sẽ biến mất đi. Thi thoảng tôi vẫn có dịp trở lại phố cổ, đi qua những cái dãy phố của tuổi thơ thì vẫn có một chút gì đó là vừa ngậm ngùi nuối tiếc mà vừa phấp phỏng hy vọng, làm sao cho cái bếp lò rèn ấy vẫn mãi cứ sáng lửa như là một cái gian bảo tàng sống của cái nghề lò rèn trên phố cổ. Nó không nên quên quá khứ, cái quá khứ đó phải song song với cái hiện tại để cho lớp già như tôi, bản thân tôi mai sau 80 tuổi tôi nhìn thấy là lớp trẻ nó vẫn gắn bó với cái lớp già hồi xưa, và lớp già chúng tôi hãnh diện là lớp trẻ nó biết cải tạo ra một cái hình hài, có thể cái hoa nó đẹp hơn nhưng nó vẫn còn một cái gì đó.